Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết liên quan đến 2 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ vừa được phát hiện ở Đồng Nai và Bình Dương, trong đó có 1 trường hợp trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, HCDC đã điều tra dịch tễ với 8 người. Trước đó, ngày 22 tháng 9, một bệnh nhân nam 25 tuổi, quê ở xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đến khám tại Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh với các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, bệnh nhân dương tính với virus đậu mùa khỉ. Hiện nam bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Sau khi khai thác thông tin, bệnh nhân cho biết ở trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nam bệnh nhân cũng chia sẻ trong 3 tuần trước khi khởi phát triệu chứng, bệnh nhân chỉ ở Việt Nam. HCDC đã triển khai điều tra dịch tễ và khoanh vùng xử lý. Cụ thể, HCDC đã lập danh sách gồm 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Cũng theo HCDC, những người tiếp xúc gần cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày, hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn toàn bộ nhà trọ và các vật dụng cá nhân của bệnh nhân. Những người tiếp xúc gần này hiện ổn định, không có triệu chứng bất thường. HCDC vẫn tiếp tục điều tra, theo dõi sức khỏe của bệnh nhân và người tiếp xúc. Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, HCDC khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân, kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. Đồng thời cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục, tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa khỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Trong trường hợp nơi ở, nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử lý kịp thời, không tự ý điều trị. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ, khu vực Trung và Tây Phi cần tránh tiếp xúc với động vật có vú, chết hoặc sống như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng có thể chứa virus đậu mùa khỉ. Khi quay trở về Việt Nam, cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn. Những nội dung chính vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!